Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hà Đông. Ngày hôm nay thì em sẽ xin gửi tới anh chị và các bạn một căn siêu phẩm. Nhìn bên ngoài thì anh chị và các bạn cảm giác trông như là một căn biệt thự luôn. Đây, đường trước nhà thì như anh chị và các bạn đã thấy đây. Đường này thì hai ô tô tránh nhau cực kỳ là thoải mái. Của căn nhà này nằm ngay giáp với cả chợ Bông Đỏ. Mình đi bộ ra chợ Bông Đỏ thì chắc cách nhà mình chỉ khoảng tầm vài chục mét là ra đến mặt chợ rồi. Lô góc rất là đẹp luôn. Mặt tiền của căn nhà này thì rơi vào khoảng tầm hơn 5 mét. Đây, anh chị và các bạn nhìn này. Căn nhà này thì diện tích trên sổ thực tế là 48 mét vuông. Nhưng mà diện tích mà sử dụng từ tầng 1 ấy, nhà mình xây là được gần 53 mét, 52,6 mét. Còn trên sổ thì là được 48,6. Em xin mời anh chị và các bạn theo em vào phía tầng 1 của căn nhà này để tham quan ạ. Gara ô tô để riêng luôn hả chị? Đúng rồi, tầng 1 căn nhà này là thiết kế là phòng bếp và gara ô tô. Đây, ưu điểm của căn nhà này là lô góc và chạy rất là dài. Thì phía này thì gia chủ thiết kế là riêng một khu để xe ô tô riêng biệt. Ô tô và xe máy thì mình có thể để ở không gian này. Có cửa cuốn cho gara ô tô. Có cửa cuốn. Thế là cửa chính là đi đường nào? Bên kia đúng không? Cửa chính là đi mặt đằng kia, còn đằng này là chỉ có để ô tô thôi. Đây là cửa phụ này, cửa chính. Đây là phía cửa chính của nhà quý anh chị ạ. Đây, đây là không gian mặt tiền chính này đi vào này. Bên kia khu đằng gala ô tô thì là cửa cuốn, bên đằng này thì là cửa gỗ lim. Gỗ này thì tương đối là chắc, lặng lắm. Đây là phía không gian phía tầng 1 đây ạ. Toàn bộ tủ bếp này là gia chủ để lại này. Rồi bếp thì có bếp âm rồi. Đây là không gian vừa làm phòng bếp, mình có thể là làm phòng khách ở dưới này. Đẹp nha, bộ tủ bếp này đẹp. Nhà này thì anh chị ấy mua về đất từ lâu và tự thiết kế xây tương đối là chắc chắn. Hiện tại thì đã chuyển đi rồi cho nên là toàn bộ nội thất trong nhà còn để lại cái gì thì sẽ để lại cho khách mua thôi. Phòng bếp tất cả bằng gỗ tự nhiên quý anh chị ạ. Gia chủ còn tặng quý anh chị máy rửa bát Nhật ạ. Mời quý anh chị cùng em lên phía tầng 2 của căn nhà để tham quan. Tay vịn cầu thang này đều bằng gỗ lim hết. Đây là phía tầng 2 của căn nhà. Phía tầng 2 của căn nhà đây là không gian phòng khách và một phòng ngủ ạ. Đây anh chị và các bạn nhìn này. Toàn bộ sofa đây là chủ nhà dành tặng cho khách mới mua đấy. Ưu điểm căn này là lô góc cho nên là không gian phòng khách đây thì gia chủ có thiết kế hai cái cửa sổ. Hiện tại thì em không mở, mở ra thì rất là thoáng luôn. Bộ sofa bàn trà này chất lượng nhỉ? Đây, bên này thì là chỗ để tivi ạ. Wow, của kệ tivi này. Nhưng mà chị công nhận ông vào bước vào căn nhà rất là ấm cúng nhỉ? Nhà này thì khá là ấm cúng mà anh chị ấy xây căn nhà này rất là tâm huyết đấy. Đây, phía cầu thang ở đi lên đây thì là nhà vệ sinh. Thiết kế ở giữa phòng khách và một phòng ngủ. Đấy, nhà vệ sinh cũng có cửa sổ luôn. Cửa sổ này mới chất lượng này. Mở cửa ra là hết mùi luôn. Đây ạ, đây là phòng ngủ. Phòng ngủ đây có cửa sổ này. Nhìn sang bên cạnh này mình đây, rất là thoáng, view trước nhà vô cùng là thoáng luôn anh chị và các bạn ạ. Nhà mình đây thì nằm ngay giáp với cả chợ Bông Đỏ, khu đấu giá Ngô Thị Nhậm. Xung quanh là trường chợ, đầy đủ luôn. Em xin mời anh chị và các bạn theo em lên phía tầng 3 của căn nhà để tham quan ạ. Đây là phía tầng 3 của căn nhà. Phía tầng 3 của căn nhà đây thì được bố trí là gồm hai phòng ngủ. Đây. Phòng này thì có cả điều hòa. Cửa sổ thì toàn bộ các cửa ra vào cũng như là cửa sổ đây đều là gỗ lim đấy ạ. Rất là đặc và chắc luôn. Đây, em xin mời anh chị sang phòng phía trước đây.
Đây là phòng ngủ, này là phòng phía trước nhà. Phòng phía trước đây thì có cả ban công ra mặt tiền đằng trước ạ. Chủ nhà tặng hết giường tủ với cả bàn làm việc đúng không chị? Đúng rồi, tặng toàn bộ luôn. Giường rồi tủ đựng quần áo. Bàn làm việc đây, phía trước này có ban công thoáng này. Đấy, ban công này đua ra rất là rộng. Ừ, ban công này có được 1m2, 1m rưỡi nhỉ? Tầm được 1m3, 1m4 thôi. Ừ. Đấy, xung quanh này mình có thể trồng cây cảnh được. Đứng ở trên nhà mình này, đây, nhìn xung quanh. Bãi xe ô tô ngay bên cạnh. Bãi xe ô tô thì ngay bên cạnh, nhưng mà nhà mình thì có chỗ để ô tô rồi nên là cũng không cần. Đấy, toàn bộ như phòng trên này thì đều có điều hòa hết. Em xin mời anh chị và các bạn theo em lên các tầng tiếp theo để tham quan. Đây, nhà vệ sinh được thiết kế là cửa lùa quý anh chị ạ, cửa lùa ngang. Cũng khá là hợp lý khi chúng ta mở ra mở vào thì không bị vướng. Đây ạ. Cửa sổ nhà vệ sinh trên này khá là rộng. Mời quý anh chị và các bạn tiếp tục tham quan căn nhà. Đây là phía tầng 4 của căn nhà. Phía tầng 4 đây thì thiết kế một phòng ngủ, một phòng thờ và không gian sân phơi. Đây là phòng ngủ ạ. Phòng ngủ này là phòng ngủ cải tạo thêm quý anh chị nhé. Đúng rồi, cải tạo cho nên là lắp bằng kính. Nhưng mà vẫn đáp ứng được công năng sử dụng. Phòng mặt tiền đằng trước này rất là thoáng, nhiều cửa. Vâng. Ban công ấy. Phía đằng sau đây là phòng thờ ạ. Phòng thờ này khá là nhỏ xinh này, bên cạnh có cửa sổ này. Đúng rồi, lô góc nhỉ, phòng nào có cửa sổ. Đúng rồi, tìm được căn nhà lô góc như này là vô cùng là hiếm. Đây, phía sau đây là sân phơi. Đây là không gian sân phơi. Ở bên trên thì có cầu thang đi lên chỗ khu vực tách nước, mình có thể là đi lên để vệ sinh được. Đây, sân phơi máy giặt để đây à? Máy giặt thì lúc trước gia chủ ở thì để đây. Vâng. Sân phơi này cũng hơi nhỏ so với căn nhà đúng không chị? Ừ, nhà thì diện tích ấy nhưng mà gia chủ thiết kế này cũng khá là hợp lý, tận dụng được nhiều phòng. Đây, sân phơi này thì cũng tương đối là ok đấy em. Vâng, đây là thang lên tét nước. Thang lên tét nước. Nhà này thì diện tích là 48m2 nhưng thực tế là sử dụng là 53m2, được thiết kế là 4 tầng với 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Gala ô tô ngay giáp với cả chợ Bông Đỏ ạ. Nếu mà mình đi bộ ra thì chắc là chỉ mất độ khoảng 2-3 phút thôi là ra đến chợ rồi. Gia chủ thì đang nhờ em giao bán với giá là hơn 7 tỷ, có thương lượng cho khách thiện chí và có hỗ trợ ngân hàng. Anh chị và các bạn có quan tâm đến nhà khu vực Ngô Thị Nhậm này thì liên hệ cho em để đi xem trực tiếp nhé. Ngoài căn này thì em còn rất nhiều các căn khác. Anh chị và các bạn có nhu cầu bán nhà hay mua nhà thì cứ liên hệ cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.